Theo thời gian và tuổi tác, da của bạn sẽ dần bị lão hóa, xuất hiện các vùng da bị nhăn nheo, thô ráp, các vết sắc tố hoặc nám da. Do đó bạn cần sớm nghĩ đến việc bổ sung dưỡng chất cho da. Collagen là một loại protein chiếm khoảng 25% tổng lượng protein của cơ thể, chiếm 75% tổng lượng da. Collagen có chức năng chính là kết nối các mô trong cơ thể lại với nhau. Chúng tôi thường ví collagen giống như một chất keo kết dính các bộ phận trong cơ thể người thành một khối hoàn chỉnh. Nếu không có chúng, cơ thể người sẽ chỉ là các phần rời rạc. Collagen là yếu tố cần thiết trong quá trình tạo ra axit amin thanh khiết cho sức khỏe của làn da, mái tóc, móng tay, khớp xương và các mô khác trên cơ thể người. Ngoài ra, collagen còn có tác dụng tốt với mắt, răng, móng chân, móng tay, sụn và các mạch máu. Collagen còn có tác dụng phòng ngừa tế bào ung thư. Các thí nghiệm khoa học tại Nhật Bản đã chứng minh được rằng sử dụng collagen chiết xuất có tác dụng ngăn ngừa biến đổi tế bào gốc phôi thành tế bào ung thư. Không những thế, collagen đóng vai trò quyết định trong việc chống lại nhăn, xóa, làm mờ và hạn chế những vết nhăn mới, tạo sự đàn hồi và săn chắc giữ ẩm cho da. Chúng tôi xin giới thiệu thực phẩm chức năng Mimi Collagen xuất xứ từ Nhật Bản cho tác dụng cải thiện rõ rệt làn da. Mimi Collagen chứa các thành phần collagen peptide, acid hyaluric, carbon hydrate natri, vitamin C, vitamin E, sản phẩm dạng bột dễ dàng thẩm thấu, thúc đẩy sự phát triển của các mô tế bào da, không ngừng cải thiện và phục hồi tế bào yếu, làm chậm quá trình lão hóa, ngăn ngừa nếp nhăn, tăng tính đàn hồi và chịu lực cho da, giúp làn da khỏe đẹp, mịn màng. Gói nhỏ tiện dụng có thể đem theo mọi lúc mọi nơi. Mimi Collagen xóa thấu vết thời gian.